các mẫu đồ chơi tại Play Store 196 Phan Bội Châu, Buôn Ma Thuột. Ship toàn quốc qua Lazada, Shopee, Facebook, Play Store. Hello, xin chào các fly. Hôm nay bay sẽ giới thiệu cho các bạn một số đồ chơi vui vui nha. Như là con Doraemon này chẳng hạn. Nó có thể nhìn theo mọi hướng luôn. Bỏ đi đâu là nhìn bạn ở đó hết. Có thể bóp một mắt hoặc là hai mắt. Rất cụ thể nè. Đây điểm đặc biệt là nó có thể nhìn theo mọi hướng. Bạn ở đâu là nó nhìn bạn ở đó luôn. Hết sức cụ thể. Món thứ hai là một con khủng long. Đây là con khủng long nó như là bị ghẹn lở gì nè. Lưu ý cái này không dành cho mấy cái bạn có hội chứng sợ lỗ. Thì nó sẽ như thế này nè các bạn. Từ những cái lỗ này sẽ xịt ra rất là nhiều hạt nở và là nhìn rất là gớm luôn. Nhìn giống như là cả đống giò bên trong vậy. Cả cái tiếng rồi này. Nhưng mà để bóp chơi rảnh tay đồ rất thú vị các bạn nha. Nói chung là nó vui. Khủng long nè, khủng long có rất là nhiều màu khác nhau. Món thứ ba là một quả trứng. Wow. Nhìn này, đây cũng không thích hợp cho những người sợ lỗ lắm. Dùng để gây nổi da gà được đấy. Khi bóp ra nó ra một chùm như là quả nho vậy. Đây gọi là trứng lưới các bạn nha. Nó giống như mấy con quái vật gì trong game mà nó bị mụn đầy mặt ấy. Cục. Nhìn rất là gớm. Đây dùng để chơi, bóp giải trí, xài xì chét. Để bóp không rất là sướng nè. Tại vì nó rất là dẻo, rất là mềm. Là đàn hồi nữa. Thứ tư đó là các loại bút rất dễ thương. Bút là sò. Hello. Sao mày nhìn khinh bỉ vậy? Hello cưng. Hey. Bút hình kiếm dùng để trang trí. Có thể viết như bút bình thường các bạn nha. Đây bút này bật đều là màu đen. Ỷ thiên đồ long ký. Kiếm ma. Chỉ có những cái bút như là mèo cầu tà rất cute nè. Dễ thương không nào? Cục này thì các bạn biết rồi ha. Này để giữa lớp là cô cho nghỉ luôn ấy. Nhìn nó như thật phẩm các bạn. Đây là một quả trứng dẻo. Đây có một cái lồng trứng nó lơ lửng ở trong này. Cái này nếu mà ném xuống mặt kính nó sẽ bẹp ra như là trứng dẹp luôn. Và nó rất là dẻo, rất là mềm luôn. Chơi cũng vui nè. Đây để bóp giải trí. Nhìn nó y như trứng thật luôn. Giống như một cái trứng đã được bóp cái vỏ đi rồi ấy. Dùng để chơi, để hùng rất là được luôn. Có khi bạn xài mà nó cũ rồi thì các bạn dùng để ném nhau cũng vui. Lơ lửng. Tương tự như quả trứng thì chúng ta có con chuột. Đây. Bạn thấy con chuột là nó như vậy không? Như chuột bị bệnh ấy. Và nó có cái đuôi rất là dài. Ném vô tường cũng được luôn. Tại vì nó rất là dính. Dính tường á, chứ tay thì không dính các bạn nha. Nè, không dính chút nào luôn. Không có miếng kính nào để bay đập vào đây cho các bạn thấy để nó bẹp ra luôn. Nó đẹp chán ra hết cái nền luôn, giống như bị xe cán vậy. Rất dễ thương phải không nào? Và đây là những món đồ chơi của chúng ta ngày hôm nay. Và chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các buổi review sau. Bye bye. Bye bye. Chăm cầu.